Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max. Trong số các bạn đang theo dõi video này thì các bạn hãy cho mình hỏi một câu, đó là các bạn sử dụng iPhone thì các bạn cảm thấy rằng cái phụ kiện đi kèm theo iPhone nó là đắt hay rẻ ạ? Cá nhân mình thấy là phụ kiện đi kèm theo iPhone là rất nhiều luôn, có rất nhiều loại. Đấy, đặc biệt là về cáp sạc đi nhá. Thì trên thị trường có rất là nhiều loại, kiểu như là hàng fake cũng có này, với mức giá rẻ không tưởng này. Hàng chính hãng thì là với mức giá gọi là đắt không tưởng. Còn cái hàng ở giữa, đó là hàng sản xuất của bên thứ ba, thì nó hài hòa được yếu tố đó là vừa có thể đáp ứng được khả năng sạc cho điện thoại mà vừa có thể đáp ứng được cái tiêu chí là giá nó không quá cao. Nếu bây giờ chúng ta sử dụng hàng fake, chắc chắn rồi, nó có thể sẽ gây hại đến nguồn, gây hại đến nhiệt độ. Rồi thậm chí là có những lần mình sử dụng sạc fake, mình sạc cho cái iPhone 7 của mình ý, mình cảm ứng ở trên này này, nó còn đơ, nó còn loạn lên trong lúc sạc, rút sạc ra thì nó hết thôi. Vậy thì nếu mà mua sạc chính hãng thì đúng như đầu video mình đã nói, nó đắt quá. Đấy, thế cái sự lựa chọn để thay thế cho những cái cáp của iPhone nếu mà nó bị hỏng thì sẽ như thế nào? Đấy, các bạn biết rồi đấy, cái cáp của iPhone thì nó cũng gần như là nó chả có cái lớp gì bảo vệ ở bên ngoài cả. Mình thấy mấy bạn hay mua mấy cái cáp của iPhone, các bạn hay quấn như này này, hay bện quanh cái dây cáp ấy để bảo vệ cái cáp đó được tốt hơn ấy. Đấy, nhưng mà tại sao chúng ta phải làm thế, làm gì cho nó khổ ra? Đấy, cá nhân mình mua một cái sợi cáp siêu bền như thế này, có phải là sướng hay không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái loại cáp siêu bền dành cho cả iPhone lẫn Android luôn nhá. Đấy, và với cái sợi cáp siêu bền này là của Aoki, thì bạn biết rồi đấy, Aoki là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng về phụ kiện ở Việt Nam rồi. Và cũng rất là cảm ơn Vigogo đã hỗ trợ cho mình những cái bộ phụ kiện của Aoki để thực hiện video này. Đấy, thì đối với cả cái sợi cáp Aoki này của mình ý, thì khi các bạn đi mua hàng, các bạn chú ý ở phía dưới này, nó sẽ có cái dòng chữ đó là cáp Lightning MFI. Đấy, các bạn thấy không, MFI là chứng nhận của Apple dành cho một bên thứ ba. Đấy, nghĩa là cái độ bền và cái chất lượng của bên, không nói về độ bền nhưng mà là cái chất lượng của bên thứ ba sạc cho cái iPhone của bạn, nó sẽ y hệt như là chất lượng của hàng của Apple. Và mỗi một sản phẩm này bán ra thì chắc chắn Aoki sẽ phải trích lại một phần cho Apple rồi, đó là điều hiển nhiên rồi. Đấy, và cái sợi cáp này thì các bạn thấy đấy, chắc chắn là sẽ bền hơn cái sợi cáp của Apple rất nhiều, và chúng ta sẽ không cần phải bện biết thứ gì cả. Nếu các bạn để ý kỹ, nếu chúng ta sử dụng những sợi cáp fake ý, thì khi chúng ta cắm iPhone, nó sẽ hiển thị nên cái dòng chữ đó là phụ kiện không tương thích với điện thoại của bạn. Thế xong chúng ta lại phải cắm đi cắm lại rất là nhiều lần, như thế nó rất là mất thời gian luôn. Đấy, thì các bạn cắm những sợi cáp Aoki này đảm bảo 100% sẽ không bao giờ xuất hiện cái hiện tượng đó là phụ kiện không tương thích với máy của bạn. Đấy, và nó rất là bền luôn. Cái sợi cáp này là các loại 2m nha các bạn nhé. Đây, và nó có một cái da ở đây này. Đấy, để các bạn có thể quấn dây vào nó gọn gàng hơn. Đấy, chúng ta quấn như này xong chúng ta đây, chúng ta đóng cái da này vào thì nó xong thôi. Đấy. Và sợi cáp này chắc chắn là sợi cáp chống rối rồi này. Mình vò cho các bạn xem nhé, mình vò này. Đấy, xong bây giờ mình gỡ rối nó ra nhé. Gỡ rối nó ra rất là dễ thôi. Này, các bạn nhìn này, nó chống rối này, nó như thế này. Đấy, ok chưa ạ? Sợi cáp này thì là 1m2, và các bạn có thể mua những cái sợi cáp nó ngắn hơn, kiểu như sợi cáp này nó chỉ là 1m mà thôi. Nhưng hãy để ý rằng đó là nó có cái dòng chữ NFI, à MFI, đấy, NFI, được chưa? Tiếp tục nữa nào, khi các bạn mua cái sợi cáp này, các bạn sẽ được tặng một cái củ sạc của Aoki nữa. Củ sạc này thì rất là thông minh ở cái chỗ như này. Thứ nhất đó là cái củ sạc có dòng da 2,4A nhỏ nhất ở trên thế giới bây giờ. Nó sẽ có hai đầu cho các bạn, để một đầu các bạn có thể sạc cho iPhone, một đầu các bạn có thể sạc cho Android. Và các bạn nhìn này, cái củ này nó rất là bé luôn. Thêm nữa đó là Aoki họ làm tỉ mỉ đến cái chỗ là cái củ này chúng ta có thể đóng được cái này vào, cái củ này chúng ta có thể đóng vào cái này vào. Nhưng mà ở đây họ khoét một cái đường như này này, họ khoét một cái đường như này để chúng ta có thể bẩy cái chân sạc này ra một cách dễ dàng hơn. Đấy, thì đấy chính là cái ưu điểm của họ. Đấy, nhiều củ sạc nó không đóng lại được như này đâu. Đóng lại như này chúng ta thích để như nào cũng được, rất là bé luôn. Với cái củ sạc này thì mình đã lấy ra, mình cắm vào một cái máy đo dòng điện để mình sạc cho iPhone 11 Pro Max của mình, thì nó lên là hơn 5V 2,2 mấy ampe ấy. Đấy, nhưng mà có những lúc nó lên là 5V 2,4A luôn. Nghĩa là nó hoàn toàn tương thích tuyệt đối và tạo ra được cái công suất sạc lớn nhất
cho cái chiếc iPhone 11 Pro Max này. Tất nhiên iPhone 11 Pro Max thì nó hỗ trợ sạc tối đa là 18W cơ, nhưng mà cái công suất lớn nhất của cái sạc này là 12W, đấy 5V 2.4A thì nó hỗ trợ cho iPhone 11 Pro Max này như vậy. Đấy. Thế nếu bây giờ các bạn hỏi là nếu các bạn sạc cho những cái sản phẩm mà nó có dòng da nó bé hơn thì liệu nó ảnh hưởng gì không? Đấy thì mình cũng thử test với cả iPhone 7 của mình thì dòng da nó chỉ là khoảng 5V 1A thôi. Đấy thì nó sẽ bảo vệ cho chiếc điện thoại của mình nó không bị loạn cảm ứng, nó không bị quá nóng lên và nó không bị sợ bị hỏng. Chúng ta sẽ có những cái sợi cáp nào nữa nào. Đây là cái hộp của cái củ sạc này nhé. Cái cách đóng hộp của các sản phẩm Aoki là rất là ngăn nắp luôn. Mình sẽ cho các bạn xem thử một cái cách đóng hộp như này này. Các bạn sẽ mở ra như này. Đấy, bên trong có cáp này, các bạn nhìn thấy không? Rất là sang trọng luôn. Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp nữa. Mình sẽ thử bóc cái sợi cáp này ra để xem là như thế nào nhé. Đây, đối với cái sợi cáp này thì nó là cái sợi cáp mà nó dẹt như thế này. Các bạn nhìn thấy không? Với cái sợi cáp dẹt như này thì khi chúng ta cắm vào cái iPhone này này, đấy, chúng ta có thể chơi game nó dễ dàng hơn. Đây các bạn nhìn này, đấy, cắm iPhone nó chúng ta có thể chơi dễ dàng hơn. Và cái này, nó là nhôm luôn này, nó là nhôm luôn. Trời ơi, rất hay luôn. Đấy. Và cuối cùng là nếu các bạn muốn sạc cho cả Android nữa, đây thì mình cũng có một loại này nữa. Cái loại này là cái loại sạc 3 đầu này. Cái loại sạc 3 đầu này thì nó cũng rất là hay thôi. Đây mình sẽ bóc ra, đấy, cách làm họ rất là kít, rất chặt luôn. Đấy. Rồi, cái sợi cáp 3 đầu này các bạn có thể sạc một đầu Lightning này, một đầu Micro USB này và một đầu là USB Type-C. Đấy, cũng đều là cáp siêu bền cả. Và với những cái sợi cáp siêu bền này thì nó sẽ có độ bền khoảng 30.000 lần uốn cong. Thì một ngày bạn uốn 100 lần đi thì cũng chả sợ bị hỏng đấy. Bao nhiêu lần nó mới hỏng được. 30.000 lần uốn cong thì các bạn cứ uốn thoải mái đi. Thậm chí là ví dụ như bạn mà có là phụ hồ đi chăng nữa thì bạn sử dụng cái này bạn xách vữa cũng được. Rất là bền, rất là chặt luôn. Cái củ sạc này để mình xem là giá sẽ là bao nhiêu đây. Các bạn sẽ được tặng cái củ sạc trị giá là 249.000 đồng. Đó, và chúng ta cũng có thể coi như là cả cái combo này đi. Đấy, giá nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 349.000 cho đến 399.000. Đấy, giá bán như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Đấy, hiện tại thì Lazada và Shopee đang là cái đơn vị phân phối hai cái sản này. Đấy, và cái giao diện website của họ thiết kế thì cũng rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình luôn. Đấy, 7 lớp sạc an toàn cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng yên tâm hơn. Đó, và những người sử dụng các cái sản phẩm của iPhone cũng không phải quá lo lắng đến việc là cứ bị hỏng xong rồi mua những sản phẩm chính hãng nó đắt tiền lắm. Đấy, chỉ như vậy thôi. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về bộ phụ kiện của Aoki này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.